Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video với lại bạn dòng xe Exciter đời 4 số. Với phần đời mì trước chế mẫu phần mặt nạ lắp đặt hai cặp đèn của dòng chiếc ớt của em, chiếc sát chế qua. Và chế là bên trong lắp đặt mỗi bên, một bên là 5-4 led outlock và một bên là 3-4 led outlock cùng với đèn trợ sáng L4. Phần led outlock thì sẽ là màu trắng, xi nhan vàng, số lượng 4 outlock là các bạn tùy chọn. Như trên video này bạn thấy là bên phía trái màn hình là mình sử dụng ngô lốc 5 bóng trắng xi nhan vàng. Mình mở xi nhan cho bạn xem. Và bóng máy đầu lốc là sử dụng bóng thế hệ mới, sáng đầy đủ 4 nhăn đèn khi ở chế độ đời mi và xi nhan, để các bạn phân biệt được đời mới với đời cũ là như thế nào. Đời cũ thì khi bật xi nhan nó chỉ sáng ngang ở giữa mà thôi, còn đời mi nó sáng ngang ngoài, còn đối với đời mới này sáng đầy đủ. Rồi xi nhan phía còn lại. Rồi mình tắt xi nhan luôn. Mình mở đời mi là mở công tắc đèn. Nó đầu tiên thì toàn bộ hai bên sẽ sáng đèn màu trắng, bên trái 5, bên phải là 3. Rồi bây giờ bật xi nhan. Khi bật xi nhan thì bóng lên ra xi. Rồi khi bật xi nhan thì bạn thấy rõ phần led outlock sẽ đổi màu, so le màu trắng vàng trắng vàng. Rồi xi nhan phía còn lại. Và tắt xi nhan đi. Đó là phần đèn trợ sáng mình lắp đặt để chiếu sáng phụ trợ xe. Bởi bản thân dòng xe này là sử dụng bóng halogen thì độ sáng nó rất yếu rồi. Ở đây là anh chủ xe cài lắp lên đèn trợ sáng L4. Sử dụng L4 nha bạn, sử dụng L4S không vừa vị trí đâu. Cái đèn của mình diện tích nó có bề ngang như đây thôi, để L4S vô thì nó không vừa cái diện tích này. Hơi bắt buộc mình sẽ sử dụng L4. Và tạo được chức năng on off và vaccine đó đèn. Công tắc vaccine mình để ngay vị trí này. Đó, ngay tay mình nó tiện vaccine. Vào công tắc phụ dùng để tắt mở. Tiên là vaccine đó đèn. Vaccine đó đèn bên này. Đó, đây là chức năng đó đèn, công tắc on off. Mình chọn công tắc. Có công tắc phụ để tắt mở. Cái đó là có một cái đồng hồ báo volt. Đồng hồ báo volt mình lắp đặt ngay vị trí đối diện với ổ khóa của xe để biết cái giá trị ắc quy. Rồi, rõ. Đây là bát xin nó đèn nè. Thì phần trợ sáng các bạn hãy chọn giải pháp là dùng đèn zin hoặc là đèn phát 1 tùy theo cái nhu cầu túi tiền của bạn. Đây bạn xem lại phần đèn trước. Lúc này là toàn bộ chưa lên đèn. Rồi mình mở đèn đờ mi lại. Là hai bên sáng trắng. Trời sáng mình đặt ngay vị trí này luôn. Lưu ý đây là đèn được chế lại từ lấy đèn của chiếc ớt của em, chiếc sát chế vô. Chứ không phải đèn zin của ẹt 2029 nha bạn. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video này xin kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.